Đầu tư cho mình thật nhiều những cơ hội để có thể nhận lấy được những quà quý vị nha. Và rất cảm ơn quý vị ngày hôm nay đến với Hương Nam. Đặc
biệt hôm nay chúng mình sẽ có những cộng loại siêu siêu đặc biệt để có thể chi ân tất cả quý vị mình ạ. Và cho em hỏi quý vị là mình chưa có vé thì chúng ta lên giúp em quý vị nha. Các người này sẽ gửi ra đài điện đến tận nơi để phục vụ quý vị mình ạ. Rồi nhanh tay này xin các nhân viên ơi, dòng lại đầu tiên dòng lại mở hàng mình bán suốt sánh lên nha. Rồi thì ai chưa có vé nha, mấy chị nào ở trên lầu mình chưa có vé mà muốn cầm mua vé thì quý vị giơ tay lên và em sẽ điều động tất cả các nam thanh nữ chú sẽ đến tận nơi phục vụ tất cả quý vị khi nhà mình luôn. Thì hôm nay cái nhà mình đến rất là đông mà trên lầu thì nhiều khi các bạn nữ mang quốc cao cho nên là không có lên được, cho nên là các bạn nam thông cảm và mình thấy ca lăng một tí xíu để mình lên phía trên mình nắm cho dùm cho các bạn nữ nha. Vé cho bé năm luôn mọi người ơi, đó Ngọc Nữ của cô bé năm đã hết vé rồi nha. Rồi mọi người ơi, nếu như mà quý vị đã có vé hết rồi xin mời quý vị tập trung hướng mắt về sân khấu đó chú vị. Yes. Bốn mươi một, bốn mươi hai, bốn mươi ba, bốn mươi bốn.
có sống gì đây, sống gì đây, còn sống gì đây à. Cô ơi, ta nhìn nhận theo đôi ta hey. Hòa chung có nhận tình yêu bên say. Quỳ cầu đến thế cho ước mơ ngày mai. Đẹp nhằn, răng lắm quá. Hay quá. Okay. Mỗi người một cái câu nó khác nhau chị. Dạ yeah. Rồi lại nào. Câu lâu hả chị? Đèn dân thân thoáng dưới trăng. Cặp lánh qua đằng gió nhẹ đưa dạt vào bốn mười sáu. Bốn mười sáu, bốn mười sáu. Bốn mười sáu, bốn mười sáu, bốn mười sáu. Xô gì đây, xô gì đã hai, gì đã hai, gì đây. Thầm ước mơ mộng tròn tông tơ. Có thương yêu kết xe đời thơ. Sống bên nhau chỉ ngô mình mơ. Anh đâu tưởng yêu em. Chân đêm đành đen tâm chướng ba sự liên lưu ngàn năm mỗi tơ lòng thắt khi âm thầm áng xa hạ ta trao tình là 29 29 có 29 29 29 29 29 29 29 có 29 xuống đi đi xuống đi đi xuống đi đây ai yêu quê hương nghe qua thật cười miệng đầy yêu nhau cha nhìn quê tôi xin chào nghe dễ thương tộc chưa có kinh nha quý vị ơi, giờ số tiếp bà rồi kinh bao kinh nhiều kinh không kinh nhiều 37 37 37 37 số gì ra bay gì ra bay gì ra số là con mấy con mày gì ra cái này gì ra có kiếp giang con đi không gì sao nè về con trai như là quá đẹp đồng quân nhà hậu trên nhà có ông rồng tiền năm chục quyền con năm mươi con là vé cờ hờ xin lâu ở dừng xe. Giờ cấp 50 đã có một vị chủ nhân đầm nhảy. Quý vị mình khoan hồi sơ bỏ là vé. Để tránh tình trạng anh trai trên sổ chúng ta còn có vé mình quay lại quý vị nha. Chứ rơi vào hiện tại bên dưới thì em đang rảo cuốn phục vụ cho tất cả quý vị mình. Tại vì vé bảo vệ này là 20.000 đồng. Kính mong tất cả quý vị sẽ ủng hộ dùng cho những cấp từ Việt Nam quý vị nha. Với ngài và dòng loại mới chúng em dự đồng mời cho quý vị dòng loại 20.000 đồng nha quý vị ơi. 20 đồng của chương trình mình nhận thưởng về một ba lì xì trị giá 1.000.000 đồng. Em mời anh trai. Dạ mời anh lên đây ạ. À. Dạ rồi, bên ngoài có vẻ là đã bớt mưa rồi, quý vị hãy có thể ra ngoài cũng rất là mạnh quý vị nha. Dạ, xin được phép là số chân cho dòng loại 203 ạ. Dòng loại 203 đúng dòng loại 20. 21. 36. 36 có 2. 41. 41 có 3. Dạ 50 ạ. À. 51 anh ơi anh đọc giải rồi đó, anh đợi một xíu nha. Dạ quý vị kiểm tra thật kỹ tấm lá vé giúp em. Bên dưới còn anh đọc giải của số 20 nữa không ạ? Anh đọc giải không giúp em quý vị ơi. Dạ anh ơi, thì anh nhận ra được một con gấu bông và một bao hương vị 1 triệu đồng. Thì anh sẽ được tặng kèm thêm một xích nữa đó là xích JBD có hôm nay. Dạ có cần lấy không? Dạ em sẽ theo như em thấy thì anh đây cần là chơi JBD cơ bản đó chị. Dạ rồi, thì hiện tại là anh có muốn chơi JBD cơ bản không? Thì em sẽ tặng anh một khóa trị giá 4.600.000 đồng nha. Anh ơi anh đừng có lắc đầu. Nếu mà một khi mà ban tổ chức đã tặng anh rồi thì anh cứ lấy đi. Còn anh mà chơi anh không xài là bị tội lắm đó. Thì anh chơi một lần là điền tới già luôn. Sao anh chắc? Thôi, em gửi anh đâu có bao lịch sử dụng loại này nha. Em mời anh vào. Dạ, xin chúc mừng anh trai ạ. Anh thương á, anh thương ạ. Nhưng bà con cô bác bên nơi bên ngoài trời đã dứt mưa rồi thì cô bác mình ngồi bên trong á. Nếu mà có chật chỗ hay là không thoải mái thì mình cứ tiến thẳng ra bên ngoài. Và bên ngoài còn rất là nhiều đồ trống bên ngoài nha quý vị nha. Và nhớ ủng hộ chị em cho kênh hát ô tô Hương Nam ạ. Dạ, quý vị thích cho mình ơi. Nếu như chúng ta thì một năm sẽ có hai mùa nắng mùa mưa thì bây giờ nó đang trong mùa mưa mà không sao đâu quý vị, dù có mưa có nắng đi chăng nữa thì Hương Nam vẫn lên nghèo phục vụ quý vị khán giả mình nha. Nắng thì sẽ phục vụ theo nắng, mưa sẽ phục vụ theo mưa đó. Mưa thì bên dưới chúng em có máy che máy hiên cho nên là khán giả mình có dịp đến với cái nước của tôi Hương Nam hàng đêm vào 4 ngày trong tuần đó là thứ năm, thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật để ủng hộ cho cái thác đô tư Hương Nam và cũng như ủng hộ cho tất cả các gian hàng, những món ăn ngon, những gian hàng trò chơi tại đời sinh container này bất kỳ nha quý vị nha. Dạ đúng rồi.
thì lúc đầu thưa quý vị mình và những tấm vé mình chưa đặt giải quý vị giữ lại giúp em nha. Cuối chương trình nó sẽ có điện thoại là 5 vé cũ là lấy một phiếu rút thăm trúng thưởng, chúng về những giải thưởng vô cùng đặc biệt có thể lên đến giá trị là 2.600.000 đồng quý vị mình ơi. Dạ. Thì trong buổi tối hôm nay là chủ đề là tình thắm duyên quê, thì quý vị với nhau mình sẽ được giao lưu cùng gặp gỡ với nhóm nhạc Tao Vật Tiên nha quý vị mình nha. Nhóm nhạc có ba chàng trai rất đẹp trai và hát hay, dễ đẹp quý vị mình nào. Hoa hậu nói tiếng Anh có khác của quý vị nha, hoa hậu biết xin với nhau nha. Dạ quý vị với nhau mình ơi, thì đêm nay thì em nghĩ là chắc có lẽ một số khán giả mình sẽ nghĩ là ủa, bữa nay sao không có những cây hài của cái lô tô Hương Nam, điển hình như là Úc Milan hay là Úc Bạch Hải hay là Hương Tiểu Viên hay là Sơn Ca hay là Lý Quế Trân. Thật sự ra là bữa nay là một cái ngày đặc biệt, đó là một ngày bán kết hai của chương trình là Miss Grand nha quý vị nha. Thì đêm nay là tất cả các thành viên đang thi tại Đầm Sen Que, với đêm nay là với chương trình là quốc phục, những bộ quốc phục mà do chính tất cả các thí sinh đã bỏ tiền bỏ công sức ra, thức đi thức ngày để mà làm, để mà thi cho ngày hôm nay. Cho nên là ngày hôm nay thì những cây hài của gánh hương tương nam là sẽ không có phục vụ tất cả quý vị khán giả mình tại Đầm Sen Que này bất kịp. Nhưng mà vẫn sao không có cây hài cũng có thở duyên. Đúng rồi, có Thanh Thảo ở đây mà, là có hài nha quý vị, quý vị cứ yên tâm mà, là có Thanh Thảo là có hài. Ngoài đó chưa quý vị chưa thả quả rồi má. Trời ơi. Chắc ngay dạ quý vị ơi, quý vị đã đến với cái tháng của Tô Hương Nam thì có rất là nhiều ưu đãi nha quý vị nha. Và đặc biệt là chương trình đổi vé của cái tháng của Tô Hương Nam đưa ra cho quý vị nha quý vị. Vào cuối giờ, 5-8 lá cùng đổi thành một lá phiếu bóc thăm trúng thưởng nha quý vị nha. Dạ rồi, thì bây giờ mình đặt giải á, mình nhanh chóng giơ tay giúp em giơ tấm vé lên cái thái cái dừng lại quý vị nha, để tránh những con số tiếp theo xuất hiện ra cái người tính trùng thì mình sẽ mất đi một phần giải thưởng của mình ạ. Hoa hậu tóc đẹp quá ha. Tóc lại. Dạ. Một lần nữa mời quý vị khán giả mình, ai chưa có vé vòng loại này 20.000 đồng lá vé thì quý vị khán giả mình ủng hộ vé dành cho em. Còn khán giả mình đã có lá vé xin ta cập kêu xin bây giờ số bên kia xin mới giúp quý vị. Ba ba làm sao giống gồng, trong tim đàn trâu ba hồng. Em
25 dạ hỏi người đằng sau giùm em nha. 25 số gì thì mày đi đây, số gì thì mày đi đây, số gì thì mày đi đây, đôi một ngày đi sao nhau xa rồi cho một người cho lâu được đưa đò tìm tình chung nghèo đai con tim ơ ô nhớ đi nhà kêu nhau ơ lê phải tìm thâu đi đó tìm ai sau những chiều buồn ai ghi chung đây có một đò lê bóng đành tạm số gì đây con số gì đây số gì đây con số gì đây đã lâu lắm rồi không về thăm lại chốn xưa đã lâu lắm rồi không về đi qua cầu dừa cầu dừa trơn trượt lắm em ơi đi mà không kêu tới đưa chơi mỗi son má đào trong cuốc cao góc làm sao qua cầu dày 57 số gì đây mày gì đây gì đây mày gì đây để đi em đừng ngủ dây dưa để cho có gian vượt ra qua má ơi lấy khăn cho bồn thắp cỡ của người ta đi về miền nơi xa tìm tương lai hạnh phúc xa qua cớ sao em còn nhớ thương ai còn số 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 ai con số 2 là con số đoạt giải bên kia chúng ta coi nhờ xin mời anh nhé nha quý vị trong trường hợp tin rộ qua dạ rồi quý vị mình ơi dạ rồi xin mời anh chị ơi thì chúng ta đoạt giải lên sân khấu giúp em nha dòng loại sau cũng là dòng loại 20.000 đồng của quý vị mình nha vẫn y như cụ u như kỹ quý vị ơi dạ rồi đó thôi anh thì sao dễ thương dữ vậy anh có trời nó có xỉu rồi nè thật quá tại sao mà không anh đi chơi anh có đem dao mèo theo không vậy anh ơi nghe nào nãy giờ 2 dòng đáp 2 dòng mà anh kinh 2 dòng rồi anh cho em hỏi nha bữa nay anh đi lại đi chơi lô tô đó anh có đem theo nhau mèo không anh hả anh Phan giờ trước khi giờ xấu cho em hỏi cái này nha trời ơi cho em hỏi với chị thì hát mất 7 giờ nè thôi mà anh không về chạy mà hey, anh có bạn gái chưa vậy anh chơi BD đúng rồi nhớ ý em hỏi là anh chơi BD to anh chơi BD to anh dạ là ý là anh làm BD chồng hay là làm BD vợ á? Ôi ơi, làm chồng là đúng rồi. Trời ơi anh ơi. Vậy anh có vợ chưa? Nghe nè anh ơi. Anh có vợ rồi. Dò số đi. Anh có vợ rồi, mấy má ơi. Dạ rồi xin được phép dò số cho anh trai ạ. Mấy má đi thanh thảo. Mấy má gặp cho anh má tương tớp, đã có vợ rồi má. Dạ, em sẽ dò số cho anh cái gì? Dòng loại 800. Đúng dòng loại. Dạ. Số 2 điểm đi qua có 1 15 có 2 41 có 3 57 hoàn toàn hợp lệ. Ủa bây giờ tốt. Gió từ đâu đến tặng tất cả tâm hồn. Dạ em sẽ tặng cho anh là một củ cà rốt. Đó anh em nấu canh cà rốt đi anh nha. Dạ rồi chị em hỏi là cùng vị chúng ta nào mình làm chạy kinh trùng mình ngủ quên ở dưới không à. Quý vị ơi mình chạy mình lên kinh trùng chia giải thưởng cho quý vị mình nha. Mà nếu như không còn ai thì cho phép các em được tặng giải thưởng của vòng loại cho anh trai ạ. Dạ vâng, một lần nữa xin chúc mừng vì chủ nhân vô cùng may mắn của vòng loại ngày hôm nay. Quý vị ơi, ngay từ bây giờ thì tất cả nam thanh nữ tú của cái thái lớn tương hương nam đang trả dưới trà đồng của quý vị phục vụ cho quý vị những tờ lá vé 20.000 đồng chúng qua phong bao lì xì là 1.000.000 đồng cho quý vị nha. Thì hôm nay rất là vui khi mà quý vị chơi với phong lượng tốt và quý vị vẫn chọn gánh thái lô tô hương nam là một nơi giải trí cuối ngày. Một lần nữa tôi xin cảm ơn rất nhiều. Dạ quý vị các chào mình ơi, thì nhân dịp ngày lễ Halloween đó quý vị thì ngày 31 tây tháng 10 tức là ngày thứ hai tuần sau nữa nha quý vị nha, cũng như là ngày mới thứ hai là bỏ tuần sau 31 tháng 10 là ngày Halloween thì quý vị các nhà mình đến với cái tháp lô tô hương nam tại đời xuân công ty này nha quý vị nha. Thì 31 tháng 10 thì tại đời xuân công ty này là ngày thứ hai sẽ phục vụ quý vị khi ơi chương trình đời xuân container nha. Hồi nãy bà nói là tiếng Anh mà chính là đúng rồi đó. Ủa thiệt sự là chị không có giỏi gì tiếng Anh cho nên chị mới á hậu một với em chứ. Thế mà chị giỏi tiếng Anh là chị là hoa hậu rồi. Trời bây giờ giỏi tiếng Anh thì hoa hậu nói câu nghe chưa rồi. Quý vị mình nha, vào ngày 31 tháng 10 thì Hương Nam sẽ tổ chức một cuộc thi cho tất cả quý vị khán giả mình đến với lại The Sun Container cũng đến với lại Hương Nam. Đó là một cuộc thi hóa trang
và giải thưởng đặc biệt nhất là giải thưởng ấn tượng cho khán giả mình với phần thưởng là một bao không bao lì xì trị giá 2 triệu đồng thưa quý vị mình nha. Wow, có nghĩa là như nè, có nghĩa là quý vị khán giả mình ngày hôm đó sẽ hóa trang, coi ai mà hóa trang mà xấu nhất, mà lạ nhất, mà độc nhất, mà đẹp nhất đó. Ngày hôm nay thì chúng mình sẽ được nhận qua một phần thưởng từ cái thương tôi Nam, mà phần thưởng lên đến là 2 triệu đồng nha quý vị nha. Tiền mặt luôn quý vị. Bây giờ chị có hiểu chị nói gì không? Xấu nhất, độc nhất, mà đẹp nhất là sao chị? Là xấu nhất còn đẹp nhất là gì? Cũng như là xấu lắm, như là nhìn vô là nhìn thấy ghê, xấu lắm ghê. À thấy ghê. Độc nó hôn rồi nhìn cười quá nhìn ơ có cười hoài. Ờ, đẹp là phải làm sao mà cho nó đẹp nha, chứ phải mà nhìn nó đẹp đẹp. Wow, nói chung là rất là hấp dẫn vào cái đêm chủ nhật đó nghe quý vị nha. Còn cái đêm mày đua quá vậy? Trời ơi là con đi ra. Dạ rồi, mà quý vị thì cũng đừng quên là mình dưới em phục vụ đó là 20.000 đồng trong rồi này nha. Nói chung là thứ hai tuần tới 31 tháng 10 thì tại cái thứ đầu tư hương sẽ phục vụ quý vị cái nhà mình tại đời xưa luôn nha quý vị nha. Dạ rồi. Wow. Hay quá. Vui điểm. Ủa? Cái này chị xuống dưới cho mấy đứa. Dạ vâng, ngay từ bây giờ thì anh chưa có bén mình nhấc nhẹp ngón tay lên trời nó coi mưa nữa rồi. Thật ra những giọt sương trên mí mắt của mình hơi nặng xíu đó quý vị mình nha. Không sao quý vị mình cứ đi chuyển dù